Với một câu chuyện cực kỳ độc đáo và sáng tạo, mỗi tập phim là những tình tiết hoàn toàn mới khiến khán giả không biết đâu mà lần, cộng thêm những shot hình cực căng, cực epic. What If đã thực sự là điểm nhấn trong thời kỳ MCU chưa có phim nào tạo ra địa chấn, bởi vì đặc thù của bộ phim này là chả tuân theo bất kỳ định luật nào và có tính gây sốc cực mạnh, nên series này rất được mong chờ sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị dù rằng không cần quá hợp lý, kịch bản đơn giản là cứ mang mấy nhân vật bá đạo trong MCU vào rồi giết đi là được. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles và hãy cùng xem chúng ta có thể chờ đợi gì ở mùa 2 của What If nhé! Vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, Kevin Feige công bố rằng season đầu tiên của What If sẽ bao gồm 10 tập và season thứ 2 cũng lặp lại số tập của season đầu tiên đang trong quá trình sản xuất. Và lại là một cú lừa đến từ Feige khi chúng ta đều biết season đầu tiên còn có bao nhiêu tập rồi đấy. Dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng tới quá trình sản xuất của season 2 và theo giám đốc sản xuất của series Brad Winterbaum, trong bài phỏng vấn với Collider, mùa 2 cũng chỉ còn 9 tập và tổng cộng số tập của cả hai season sẽ là 18. Chúng tôi dự rằng trung bình mỗi tập sẽ kéo dài nửa tiếng, một số tập sẽ ngắn hơn còn một số sẽ dài hơn. Chúng tôi muốn kể càng nhiều câu chuyện càng tốt. Tuy nhiên, ngân sách dành cho phim là có hạn, nên từ con số 10, bây giờ là 9 tập phim như vậy là hợp lý. Dàn diễn viên lồng tiếng cho phim gần như vẫn được giữ nguyên, tức vẫn là sự vắng mặt của Robert Downey Jr., Chris Evans, Tom Holland, Scarlett Johansson, Brie Larson và Elizabeth Olsen. Tuy vậy, chúng ta vẫn có Samuel L. Jackson trong vai Nick Fury, Paul Bettany trong vai Vision, Chadwick Boseman T'Challa, Josh Brolin Thanos, Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, Chris Hemsworth trong vai Thor, Tom Hiddleston, Loki và dĩ nhiên là Jeffrey Wright trong vai The Watcher. Điều thú vị là những nhân vật kể trên chỉ có The Watcher là chắc chắn sẽ xuất hiện trong phần 2, còn lại thì chẳng ai được đảm bảo sẽ xuất hiện cả. Ý tôi là xuất hiện đúng phiên bản đã xuất hiện trong mùa 1 ấy. Tồn tại một khả năng rằng tất cả trong mùa 2 lại bị mang sang những vũ trụ xa lạ nào đó. Hiện tại vẫn chưa có thời gian công chiếu chính thức của season tiếp theo, nhưng nếu dựa vào thời gian công chiếu của mùa đầu tiên thì What If mùa 2 có thể sẽ được ra mắt vào tháng 8 năm 2022, thời điểm mùa hè phù hợp để các ông kể phim. Tiếp theo, tôi xin được dự đoán qua câu chuyện có thể xảy ra trong mùa 2 của các nhân vật đã xuất hiện trong mùa 1 nhé. Captain Carter. Captain Carter là nhân vật có một đoạn post-credit riêng cho mình trong tập cuối của season 1, hé lộ rằng Steve Rogers vẫn còn sống và có lẽ đang ngủ đông trong bộ giáp Hydra Stomper. Từ điều này chúng ta có thể suy đoán rằng Peggy sẽ tiếp tục xuất hiện ở mùa tiếp theo. Trong MCU, chúng ta chưa từng thấy Steve và Peggy cùng nhau sau khi tiêu diệt Red Skull. Ngoại trừ phân cảnh Steve thăm Peggy trong những giờ phút cuối đời của bà trong Civil War, Steve và Peggy có thể tiếp tục làm nhiệm vụ với nhau nếu như Steve không bị già đi sau quãng thời gian khoảng 70 năm, hoặc Carter sẽ chính là người ngồi bên Steve trong những phút cuối đời của anh. Một phiên bản đổi vai với những gì đã diễn ra trong Civil War, câu chuyện trong Winter Soldier sẽ được kể lại như thế nào cũng là một điểm đáng chờ đợi. Liệu Bucky còn sống không? Steve Rogers và Peggy Carter sẽ đối diện với người bạn của mình như thế nào? Ngoài ra, Captain Carter có thể bị nắm đầu lôi đi bất cứ lúc nào nếu như việc canh giữ Killmonger và Zola của Doctor Strange gặp bất cứ bất trắc gì xảy ra. T'Challa Star-Lord. Với việc mùa 2 được sản xuất vào năm 2019 trước khi Chadwick Boseman mất, nếu như đã kịp hoàn thiện phần lồng tiếng, chúng ta vẫn có thể hy vọng sẽ được nghe giọng nói của anh trong vai Star-Lord trong season tiếp theo của What If. T'Challa sau khi trở lại vũ trụ của mình có thể sẽ phải đối đầu với Ego và sẽ là một màn team up chớ trêu giữa Star-Lord và Star-Lord ở một vũ trụ khác Peter Quill để chống lại người cha ruột của Quill. Ngoài ra, trong khi T'Challa bị The Watcher bắt đi thì không biết đã có chuyện gì xảy ra. Liệu rằng Ego có phát hiện ra sự bất thường? Vì xét cho cùng, Ego cũng là một thực thể với sức mạnh tầm cỡ vũ trụ, nên nếu hắn phát hiện ra sự xuất hiện của The Watcher, có thể nào hắn sẽ manh nha mưu đồ mới và biết đâu lại trở thành trùng cuối ở phần sau thì sao? Cuối cùng, không biết Yondu sẽ đối diện với người đáng nhẽ ra sẽ là con trai yêu quý của mình như thế nào? Và liệu số phận của Peter Quill sẽ thay đổi ra sao? Thực ra nhìn mặt thanh niên Quill vào cuối tập 9 có thể thấy là thanh niên ham vui này gia nhập ngay đội Ravagers rồi đi quẩy xuyên ngân hà luôn. Biết đâu ông thần lại chọc giận Thanos một lần nữa. Cuộc xâm lược của Loki. Ở cuối season 1, chúng ta thấy dường như Loki đã thua trong chuyến đi nỗ lực viếng thăm trái đất mãi mãi của mình bởi vì tự nhiên một Black Widow khác từ dưới đất chui lên. Nhưng hãy nhớ rằng, hắn là một bậc thầy phép thuật và tất cả có thể chỉ là một cú lừa. Bộ phim có thể đưa chúng ta trở lại quá trình của cuộc chiến từ khi rã đông Captain America gọi Captain Marvel đến và làm thế nào mà Loki có thể chống lại sức mạnh của chị đại, hoặc tiếp tục từ khi Loki bị Natasha chĩa cây trượng vào ngực. Ngoài ra, chúng ta có thể sẽ được giới thiệu sâu hơn về một thế giới không có sự tồn tại của những thành viên chủ chốt của đội Avengers. Làm thế nào để trái đất có thể chống lại những mối đe dọa tiếp theo ngoài Loki? Đội Avengers mới sẽ có những ai và được hình thành như thế nào? Hậu tận thế zombie. Số phận của Spider-Man, Scott, T'Challa, Hulk, Bucky vẫn là một bí ẩn. Có lý do gì cho việc The Watcher không chọn bất cứ ai từ vũ trụ này cho trận chiến với Ultron hay không? Vũ trụ zombie là một chủ đề không có bất kỳ bộ phim nào trước đó của MCU để so sánh, nên chúng ta chỉ có thể đoán rằng sẽ có một trận chiến giữa Thanos và binh đoàn zombie của hắn tấn công Wakanda nhằm cướp viên Mind Stone đang nằm trong tay Peter Parker. Peter Parker cùng hai chiến hữu khuyết tật cố gắng gồng lại Thanos nhưng quá đuối, và bằng một cách thần kỳ nào đó, Hulk cùng với Winter Soldier sẽ trở lại, có thể mang thêm cả ai đó nữa. Vision được hồi sinh chẳng hạn, đi đến Wakanda cân cả team đội bạn. Với thực lực đã được chứng tỏ trong xuyên suốt mùa 1, thì rất có thể Thanos sẽ tiếp tục mưu hành từ tất cả những đối thủ mà Titan này phải giáp mặt.
Thỏ tiệc tùng. Câu chuyện của Thor có lẽ là câu chuyện có hậu nhất trong toàn bộ các câu chuyện của mùa 1. Đây là nhân vật khá chắc sẽ tiếp tục trở thành cây hài trong mùa 2. Cá nhân tôi khá mong chờ sự trở lại của Loki phiên bản khổng lồ băng với vai trò lớn hơn trong cốt truyện và những màn tung hứng đã trở thành huyền thoại giữa anh và người anh em cùng cha khác ông nội của mình. Ngoài ra, chúng ta có thể chứng kiến một phiên bản khác của chuyện tình hoàng tử lọ lem chưa bao giờ được MCU để ý quá nhiều. Nhưng thực ra mà nói, câu chuyện của Patty Thor đến đây dừng lại là hợp lý rồi, chuyển sang nhân vật khác thôi. Iron Man và Gamora. Câu chuyện đáng lẽ sẽ xuất hiện trong mùa 1 gần như chắc chắn sẽ trở lại trong mùa 2. Qua những đoạn phim có sự xuất hiện của cả Tony Stark, Gamora và The Watcher, chúng ta biết rằng Gamora đã sống sót tại Sakaar và tiêu diệt Thanos. Cô cùng Stark và Atree đang chuẩn bị nung chảy găng tay vô cực tại Nidavellir, cái lò của vũ trụ. Chúng ta thấy Gamora mặc bộ giáp chiến và sử dụng luôn cây đại đao của Thanos, có thể là chiến lợi phẩm cô có được sau khi tiêu diệt Matt Titan. Tập phim ở mùa 2 có thể đi sâu vào hành trình tiêu diệt Thanos và lý do tại sao Stark cũng có mặt cùng với Gamora tại Nidavellir. Về phần Stark, như tôi đã nói ở video phân tích tập 9 What If, dựa trên những họa tiết của bộ giáp, chúng ta suy đoán rằng anh đã từng ở Sakaar, thậm chí trở thành một đấu sĩ tại đây, và vì lý do nào đó lại trở thành bạn với Gamora. Stark đã nói một câu khá trùng hợp với động cơ khiến anh tạo ra Ultron trong Age of Ultron. How do we put a suit of armor around the world? Around the galaxy? You can't tell me there's not another big bad lurking in the shadows, monster under the bed. I see a suit of armor around the world. Dường như Stark đang cố gắng tạo ra một phiên bản khác của Ultron vì anh không yên tâm cho sự an nguy của vũ trụ, và có thể chính điều này sẽ lại tạo ra một mối nguy mới cho vũ trụ bởi vì anh không thể kiểm soát được tạo vật của mình. Ultron sẽ được tái sinh. Nhưng có vẻ các nhà làm phim sẽ không rảnh mà đưa một ác nhân quay trở lại rồi đánh từ đầu, kiểu vòng lặp thời gian vô tận vậy. Shuren Supreme. Hiện tại Shuren Supreme đang nhận trách nhiệm giam giữ Killmonger và Zola trong vũ trụ bỏ túi của mình. Nói chung cứ mà giam giữ ai thì gần như chắc chắn kẻ đó cũng thoát ra được. Giả thuyết đầu tiên đó chính là Shuren tiếp tay để cho hai đại ác nhân kia thoát ra. Có lẽ là vì ngựa quen đường cũ, có thể sức mạnh của hai kẻ này có thể hồi sinh cho Christine chăng? Nếu như vậy thì khả năng Shuren sẽ thả hai kẻ này ra rồi sau đó hấp thụ chúng luôn. Mùa 1 anh cân tim thì mùa 2 anh thành trùm phản diện, nghe hợp lý không? 2 là một mối nguy hiểm nào đó sẽ lại xuất hiện và cả đội Guardians of the Multiverse lại phải mượn sức mạnh của Killmonger và Zola. Về phần hai tên ác nhân này, chúng ta vẫn chưa biết rằng liệu chúng có tương tác với nhau trong vũ trụ bỏ túi kia không. Nếu có thì chúng ta chờ đợi sự biến chuyển về tâm lý cũng như sức mạnh của cả hai tên này. Liệu chúng có đổi nết sau thời gian bị giam cầm hay không nhỉ? The Watcher. Đừng thử dù chỉ một lần. Đã phá lời thề một lần thì thế nào cũng có lần hai. Chúng ta có thể chờ đợi một tập phim riêng về Uatu The Watcher sẽ đối mặt với liên minh những Watcher khác như thế nào sau khi biết rằng ông ta đã phá vỡ lời thề không can thiệp vào tiến trình tự nhiên của dòng thời gian. Chúng ta cũng có thể được tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của chủng tộc Watcher, tại sao lại có luật không can thiệp. Tôi cứ thắc mắc nếu như đằng nào cũng không can thiệp thì tốn công theo dõi làm gì. Thực ra họ là đóng vai trò thay thế tác giả làm người lưu lịch sử, kể lại cho mọi người qua truyện tranh hay phim ảnh ấy. Ngoài ra, có lẽ The Watcher sẽ tiếp tục đóng vai trò leader của team Guardians of the Multiverse trong cuộc chiến sắp tới với một mối nguy mới. Trên đây là tất cả những thông tin cũng như những dự đoán của tôi về những câu chuyện có thể xuất hiện trong season 2 của What If. Nếu có bất kỳ giả thuyết nào khác, hay hay không hay, đừng ngần ngại bổ sung ở phần comment nhé. Và nên nhớ, like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tentacles. Xin chào và hẹn gặp lại!